Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của ngân hàng mời chào nâng hạn mức thẻ tín dụng, khách hàng này hoàn toàn tin tưởng với lời tư vấn của nhân viên giả mạo. Sau khi làm theo hướng dẫn, 40 triệu đồng trong tài khoản của anh bỗng nhiên không cánh mà bay. Và sau khi biết mình bị lừa, anh chẳng biết kêu ai để đòi lại được số tiền đã mất. Người đó cũng nói với tôi là chỉ cần phải đăng nhập đầy đủ một số thông tin gồm số thẻ hay là mã số CVV, OTP thì tôi có thể nâng hạn mức thẻ của mình lên 70 triệu. Tuy nhiên sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng nhiên có thông báo trừ tiền. Tôi đã vội vàng liên lạc ngay với nhân viên kia qua Zalo và gọi điện nhưng đều không thể liên lạc lại được. Ban đầu thì tôi hoàn toàn không có ý định chuyển tiền đâu, tại vì là cũng đã đọc được rất nhiều những cái vụ việc lừa đảo nhờ chuyển tiền hộ như thế này rồi. Tuy nhiên là sau khi mà gọi video và xác nhận đó đúng là người thân của mình thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả các vụ lừa đảo đều hướng tới mục tiêu là lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Dù tự nguyện chuyển khoản hay cung cấp thông tin cho kẻ gian lấy tiền hoặc bị chiếm quyền sử dụng điện thoại, thì phần lớn khách hàng sau khi bị lừa đều nghĩ ngay đến việc liên hệ với ngân hàng để xử lý. Chúng tôi có một cái kênh tiếp nhận những cái khiếu nại và phản hồi của khách hàng. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ có một cái thiết lập những cái quy trình phản ứng nhanh, cung cấp thông tin cho khách hàng, chi tiết cho khách hàng, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và cung cấp cho các ngân hàng bạn nằm trong cái chuỗi chuyển tiền của tội phạm. Chúng tôi có một cái đội ngũ chuyên gia thực hiện phân tích các cái dữ liệu và để xác định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong các vụ việc. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, nơi thường xuyên tiếp nhận thông tin về các vụ việc lừa đảo để thống kê, phân tích. Hàng ngày, hàng tuần, trung tâm đều có điểm tin về lừa đảo trực tuyến, nhưng cũng chỉ với mục đích là để cảnh báo cho người dân. Chúng tôi luôn cảnh báo là để việc để lấy lại tiền ấy, gặp rất nhiều khó khăn và thường thường sẽ rất hay gặp, sẽ khó hơn khi mà cái tiền lừa đảo, cái tiền đã bị các đối tượng lừa đảo thu thập được, sẽ ngay lập tức sẽ bằng nhiều hình thức chuyển hóa thành các loại tiền, loại tài sản khác nhau, ví dụ như là tài sản ảo, tiền ảo, hoặc là được chuyển sang được nước ngoài rồi, thì cái việc truy vết dòng tiền hiện nay còn đang gặp rất nhiều khó khăn nên do đó việc lấy lại tài sản gần như là không thể. Xác suất lấy lại được tiền là rất thấp. Chính vì vậy, nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống chính là giải pháp tốt nhất để người dân bảo vệ tài sản của chính mình trong bối cảnh lừa đảo trên không gian mạng gia tăng như hiện nay.